Như vậy không chỗ nào thôi thân, tâm
Nam mô Bụt Thầy dạ. Đây là chứng pháp Buddha Thầm á, trên phao thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Austin 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con đang nhận được thành kính đảnh lễ sư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2020, phần 563. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya và Thượng Thanh Minh Châu Dịch Việt, bài 101 Kinh Đề Quá Đá Hạ Xuất Tá, từ trào câu 995 đến 1000, sẽ do Thượng Tọa Tệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta tâm nghiệp đảnh lễ. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc Kinh Đại Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy. Nhất tâm đảnh lễ bậc ứng cúng chánh biến tri hạnh túc thiền thệ thế gian dạy vô thượng điều ngự nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hành lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên để văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thầy dạ. Kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay Trung Bộ Kinh, bài 101 Kinh Đề Quá Đá Hạ sẽ do Thượng Tọa Tế Siêu giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ Thượng Tọa Tế Siêu để đại chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, Trung Bộ có tất cả là 152 bài kinh, và ở trong bản tiếng Anh cũng như là trong bản tiếng Việt thường chia thành tập 1, tập 2, tập 3. 100 bài kinh đầu tiên thì thuộc về tập 1 và tập 2, và bước qua bài số 101 thì thuộc về tập 3. Chúng tôi nhớ ngày xưa khi mình đi học ở Văn Hạnh với bà Tượng Minh Châu, lúc học hết tập 2 đó, bước qua tập 3 thì những học viên ở trong lớp, đặc biệt là quý thầy quý cô, nấu một bữa ăn bún riêu, thời đó bún riêu ở trong chùa đó, rất là quý rồi. Để mừng là học hết 2 tập đầu. Hôm nay thì mùa đại dịch thì nó cũng ở trong lớp chúng ta không có cái gì để mừng là học hết 100 bài kinh, nhưng mà thôi thì chúng ta sẽ tiếp tục. Thưa quý vị, bài kinh Đề Quá Đá Hạ hôm nay được Đức Thế Tôn giảng tại một cái thị trấn Đề Quá Đá Hạ của dòng tộc, thị trấn trong vương quốc của dòng tộc Sinh Kha. Bài kinh này đề cập đến một điểm rất là nổi bật ở trong nền tư tưởng học thuật và tôn giáo Ấn Độ, đó là cái giáo thuyết về định mệnh hay là tiền mệnh hay sự an bài của quá khứ. Giống tương tự như ở trong trường Kiều,
chúng ta có cái thuyết tài mệnh tương đối. Như câu nói rằng, đã mang cái nghiệp vào thân cũng được trách lợi trời cần trời xa. Thì quá thật, ngay trong thời đại dịch này, mà quý vị chúng tôi nói chuyện với rất là nhiều người, thì cũng có những người nói rằng con người sống rất có số, ngồi lo hoài, cẩn thận hoài cũng vậy thôi. Nhưng mà kỳ thật, nghe người ta nói quá cũng sợ, cũng mua khẩu trang, mua thuốc sát trùng về, chứ không phải là mình nói cái gì có số thì mình buông hết. Nói chung là đây không phải chỉ là một vấn đề mà tạo nên nhiều mâu thuẫn ở trong lĩnh vực tôn giáo và tư tưởng, mà ngay trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta, có lúc dường như chúng ta muốn buông tay theo số mệnh, tức cái gì an bài trong quá khứ, nhưng mà có lúc thì chúng ta muốn trỗi dậy, phấn đấu, muốn làm cái gì đó theo bằng cái ý chí của mình. Bài kinh này cho chúng ta nhiều soi sáng rất là đặc biệt dựa trên cái bối cảnh của đạo giáo Ấn Độ thời bấy giờ. Hôm nay thì thứ thì bài kinh sẽ chỉ được giảng có phần nữa, phần đầu do chúng ta sẽ siêu giảng ngày mai này, phần còn lại thì chúng tôi sẽ giảng vì bài kinh từ đó hơi dài. Bây giờ thì mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh thưa đại tế siêu vị giảng siêu của chương trình gửi đến đại chúng ý nghĩa rộng rãi của bài kinh này. Nam Phật Bố Thầy Giác Sát Tiểu Lành Thầy, chúng con kính tri ân tượng đòi giảng đặng đã dẫn nhập bài học. Bây giờ thì con xin được đọc chánh kinh. Bài học hôm nay, trung bộ kinh, bài 101, kinh Đề Quá Đá Hạ, từ câu 995 đến 1000. Đề Quá Đá Hạ là tên một thị trấn lớn trong vương quốc của dòng tộc Sakka, Thích Ca. Bài kinh này là một pháp thoại của Đức Phật dạy cho chư tỳ kheo, mà trong đó Ngài dạy về những khiếm khuyết khi nếp tín ngưỡng hay sự hành trì dựa trên giáo thuyết định mệnh. Thật ra, ngày nay, có rất nhiều Phật tử thuộc cả hai giới xuất gia và tại gia hiểu giáo lý nghiệp báo như định mệnh. Điều đó sai lầm từ trong căn bản. Phải đọc bài kinh này thật kỹ để hiểu rõ tại sao. 95. Dựa trên chủ thuyết định. Như vậy tôi, một thời tôn trú ở giữa các sắc cá, Thích Ca, Đề Quá Đá Hạ là một thị trấn các sắc cá. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, có một số sa môn, bà la môn, có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau. Phàm cảm giác gì, con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ. Đối với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp đoạn diệt. Do nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ diệt tận. Này các tỷ kheo, lý thuyết các niên thác Ni Kiền Tử là vậy. Này các tỷ kheo, ta nói như vậy, ta đi đến các Ni Kiền Tử và nói như sau. Chư hiền Ni Kiền Tử, có đúng sự thật chăng? Các ông có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau. Phàm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ. Với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. 996. Cho dù nói tất cả do quá khứ, nhưng không biết gì về quá khứ. Này các tỷ kheo, nếu các ni kinh thái ấy, khi được ta hỏi, tự nhận có nói như vậy, ta liền nói như sau. Chư hiền ni kinh thái, các ông có biết, trong quá khứ, chúng tôi có hiện hữu, hay chúng tôi không hiện hữu? Thư hiền giả không như vậy. Chư hiền ni kinh thái, các ông có biết, trong quá khứ, chúng tôi có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp? Thư hiền giả không như vậy. Chư hiền ni kinh thái, các ông có biết,
chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này hay như thế kia? Thưa hiền giả, không như vậy. 997. Ngay cả hiện tại vẫn mù mờ. Chư hiền đi canh thác, các ông có biết khổ mức độ như thế này đã được diệt tận, hay khổ mức độ như thế này cần phải được diệt tận, hay với sự diệt tận khổ mức độ như thế này, tất cả khổ sẽ được diệt tận? Thưa hiền giả, không như vậy. Chư hiền đi canh thác, các ông có biết sự đoạn tận các bất thiện pháp ngay trong hiện tại, hay sự thành tựu các thiện pháp? Thưa hiền giả, không như vậy. Chư hiền đi canh thác, như các ông đã nói, các ông không biết. Trong quá khứ, chúng tôi có hiện hữu, chúng tôi không hiện hữu. Các ông không biết. Trong quá khứ, chúng tôi có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp. Các ông không biết. Chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này hay như thế kia. Các ông không biết. Khổ mức độ như thế này đã được diệt tận. Khổ mức độ như thế này cần phải được diệt tận. Hay với sự diệt tận khổ mức độ như thế này, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Các ông không biết sự đoạn tận các bất thiện pháp ngay trong hiện tại, hay sự thành tựu các thiện pháp. Sự tình là như vậy. Thầy có hợp lý chăng? Khi các tôn giả Ni Kinh Tha lại trả lời, phàm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ. Với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp được đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ thọ sẽ được diệt tận. Chư hiền Ni Kinh Tha, nếu các ông được biết, trong quá khứ, chúng tôi có hiện hữu, chúng tôi không hiện hữu. Các ông được biết, trong quá khứ, chúng tôi có tạo ác nghiệp hay chúng không tạo ác nghiệp. Các ông được biết, chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này hay như thế kia. Các ông được biết, khổ mức độ như thế này đã được diệt tận, hay khổ mức độ như thế này cần phải được diệt tận. Hay với sự diệt tận khổ mức độ như thế này, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Các ông được biết sự đoạn tận các bất thiện pháp ngay trong hiện tại, hay sự thành tựu các thiện pháp. Sự tình là như vậy. Thời thật là hợp lý. Khi các tôn giả Ni Kinh Tha trả lời, phàm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ. Với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. 998. Nếu quá khứ không biết, hiện tại thì mù mờ, mà nói chuyện tương lai là điều phi thực tế. Chư hiền Ni Kinh Tha, ví như một người bị mũi tên bắn, mũi tên được tẩm thuốc độc rất dày. Người ấy do nhân cảm xúc mũi tên lãnh thọ các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Bạn bè, bà con biết sống của người ấy mời một vị y sĩ giải phẫu đến. Vị y sĩ giải phẫu lấy dao cắt rộng miệng vết thương. Người ấy do nhân dao cắt miệng vết thương thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Vị y sĩ giải phẫu ấy dò tìm mũi tên với vật dụng dò tìm. Người ấy do nhân bị dò tìm mũi tên với vật dụng dò tìm thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Vị y sĩ giải phẫu rút mũi tên ra khỏi người ấy. Người ấy do nhân được rút mũi tên thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Vị y sĩ giải phẫu ấy cho đốt miệng vết thương với than đỏ, hay đắp miệng vết thương với vải nóng như than đỏ. Người ấy do nhân miệng vết thương bị than đỏ đốt, thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Sau một thời gian, khi da đã bắt đầu lành trên miệng vết thương, người ấy không bệnh, an lạc, tự do, tự tại, và đi vào chỗ nào người ấy muốn. Người ấy suy nghĩ như sau: trước kia ta bị mũi tên bắn,
mũi tên được tẩm thuốc độc rất dày. Do nhân cảm xúc mũi tên, ta thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Bạn bè, bà con biết thống của ta có mời một y sĩ giải phẫu đến. Vì y sĩ giải phẫu ấy lấy dao cắt rộng miệng vết thương. Ta do nhân dao cắt rộng miệng vết thương, thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Vì y sĩ giải phẫu ấy dò tìm mũi tên với vật dụng dò tìm. Do nhân bị dò tìm mũi tên với vật dụng dò tìm, ta thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Vì y sĩ giải phẫu ấy rút mũi tên ra khỏi ta. Do nhân được rút mũi tên, ta thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Vì y sĩ giải phẫu ấy cho đốt miệng vết thương với than đỏ, hay đắp miệng vết thương với vải nóng như than đỏ. Do nhân miệng vết thương bị than đỏ đốt, ta thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Nay da đã bắt đầu lành trên miệng vết thương, ta không bệnh, an lạc, tự do, tự tại, và đi chỗ nào ta muốn. Như vậy, này chư hiền điên thác, nếu các ông được biết, trong quá khứ, chúng tôi hiện hữu hay chúng tôi không hiện hữu, các ông được biết, trong quá khứ, chúng tôi có tạo ác nghiệp hay chúng tôi không tạo ác nghiệp, các ông được biết, chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này hay như thế kia, các ông được biết, khổ mức độ như thế này đã được diệt tận, hay khổ mức độ như thế này cần phải được diệt tận, hay với sự diệt tận khổ mức độ như thế này, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Các ông được biết sự đoạn tận các bất thiện pháp ngay trong hiện tại hay sự thành tựu các thiện pháp. Sự tình là như vậy, thời thật là hợp lý. Khi các tôn giả Ni Kinh Thá trả lời, phàm cảm giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ. Với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Chư hiền Ni Kinh Thá, và vì rằng các ông không được biết, trong quá khứ, chúng tôi có hiện hữu hay chúng tôi không hiện hữu. Các ông không được biết, chúng tôi có tạo ác nghiệp hay chúng tôi không tạo ác nghiệp. Các ông không được biết, chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này hay như thế kia. Các ông không được biết, khổ mức độ như thế này đã được diệt tận, hay khổ mức độ như thế này cần phải được diệt tận, hay với sự diệt tận khổ mức độ như thế này, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Các ông không được biết, sự đoạn tận các bất thiện pháp ngay trong hiện tại, hay sự thành tựu các thiện pháp. Thời thật là không hợp lý khi các tôn giả Ni Kinh Thá trả lời, phàm cảm giác gì con người lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ. Với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. 999, năm cơ sở của tri kiến. Này các tỷ kheo, khi được nói vậy, các Ni Kinh Thá ấy nói với ta, thưa hiền giả, Ni Kinh Thá Natabutta là bậc toàn tri, toàn kiến, tự xưng là có tri kiến toàn diện như sau. Dầu ta có đi, có đứng, có ngủ và có thức, tri kiến luôn luôn được tồn tại liên tục ở nơi ta. Vị ấy nói như sau, này các Ni Kinh Thá, nếu xưa kia các ông có làm ác nghiệp, hãy làm cho nghiệp ấy tiêu mòn bằng khổ hạnh thống khổ này. Chính do hậu trì thân, hậu trì lời nói, hậu trì ý ở đây, ngay trong hiện tại, nên không làm các nghiệp tương lai. Với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp được đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Và vì chúng tôi chấp nhận và chúng tôi thấy, nên chúng tôi được hoan hỷ. Khi được nói vậy, này các tỷ kheo, ta nói với các vị Ni Kinh Thá ấy, chư hiền Ni Kinh Thá, có năm pháp này
ngay trong hiện tại có hai quả báo. Thế nào là năm? Tính, thỉ, tùy văn, thẩm định lý do, kham nhẫn chấp thọ, tà kiến. Này chư hiền thiên thá, năm pháp này ngay trong hiện tại có hai quả báo. Ở đây thế nào là lòng tin các tôn giả thiên thá ấy đối với bậc đạo sư trong quá khứ? Thế nào là sự quan hỷ? Thế nào là sự tùy văn? Thế nào là thẩm định lý do? Thế nào là kham nhẫn chấp thọ? Kiến các vị ấy. Này các tỷ kheo, nói như vậy, ta không thấy một câu trả lời hợp pháp nào giữa các vị niên thá. Và lại nữa, này các tỷ kheo, ta nói với các vị niên thá ấy như sau. Chư hiền niên thá, các ông nghĩ thế nào khi các ông tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, khi ấy có phải các ông thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ? Còn trong khi các ông không tha thiết tinh tấn, không tha thiết tinh cần, khi ấy có phải các ông không thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ? Thưa hiền giả của tâm á, khi chúng tôi tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, khi ấy chúng tôi thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Còn trong khi chúng tôi không tha thiết tinh tấn, không tha thiết tinh cần, khi ấy chúng tôi không thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Như vậy, này chư hiền niên thá, khi các ông tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, khi ấy các ông thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Còn trong khi các ông không tha thiết tinh tấn, không tha thiết tinh cần, khi ấy các ông không thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Sự tình là như vậy, thời thật là hợp lý. Khi các tôn giả Niên Thá trả lời, phàm cảm giác gì có người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ. Với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp được đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. Này chư hiền niên thá, nếu trong khi các ông tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, khi ấy các cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ tồn tại. Còn trong khi các ông không tha thiết tinh tấn, không tha thiết tinh cần, khi ấy các cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ cũng được tồn tại. Sự tình là như vậy, thời thật là hợp lý. Khi các tôn giả Niên Thá trả lời, phàm cảm giác gì có người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ, với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, vân vân như trên, tất cả khổ được diệt tận. Và vì rằng chư hiền Niên Thá, trong khi các ông tha thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, khi ấy các ông lãnh thọ những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ. Còn trong khi các ông không tha thiết tinh tấn, không tha thiết tinh cần, khi ấy các ông không thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, cực khổ, thống khổ. Như vậy, thật chính các ông trong khi lãnh thọ những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ, tự bị lừa dối bởi vô minh, vô trí, ngu muội. Khi các ông nói phàm cảm giác gì có người này lãnh thọ lạc thọ khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ, với sự đốt cháy đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp được đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ được đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt tận. 1000. Không thể quan niệm giáo thuyết tiền định quá tổng quát. Này các tỷ kheo, ta nói vậy, ta không thấy một câu trả lời hợp lý nào giữa các vị Niên Thá. Và lại nữa,
Này các tỷ kheo, ta nói với các vị Niên Tá ấy như sao? Chư hiền Niên Tá, các ông nghĩ thế nào có thể được chăng? Mong rằng nghiệp được thọ quả hiện tại này do tinh tấn hay do tinh cần có thể khiến được thọ quả tương lai. Thưa không vậy, hiền giả. Có thể được chăng? Mong rằng nghiệp được thọ quả tương lai này do tinh tấn hay do tinh cần có thể khiến được thọ quả hiện tại. Thưa không vậy, hiền giả. Chư hiền đi canh thá, các ông nghĩ thế nào có thể được chăng? Mong rằng nghiệp được lãnh thọ. Mong rằng nghiệp được lãnh lạc thọ này do tinh tấn hay tinh cần có thể được lãnh khổ thọ. Thưa không vậy, hiền giả. Có thể được chăng? Mong rằng nghiệp được lãnh khổ thọ này do tinh tấn hay tinh cần có thể được lãnh lạc thọ. Thưa không vậy, hiền giả. Hiền đi anh thá, các ông nghĩ thế nào có thể được chăng? Mong rằng nghiệp mà quả lãnh thọ đã được thuần thục này do tinh tấn hay tinh cần có thể trở thành không thuần thục. Thưa không vậy, hiền giả. Có thể được chăng? Mong rằng nghiệp mà quả lãnh thọ chưa được thuần thục này do tinh tấn hay tinh cần có thể trở thành thuần thục. Thưa không vậy, hiền giả. Chư hiền đi anh thá, các ông nghĩ thế nào có thể được chăng? Mong rằng nghiệp đa sở thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành thiểu sở thọ. Thưa không vậy, hiền giả. Có thể nói được chăng? Mong rằng nghiệp thiểu sở thọ này do tinh tấn hay do tinh cần trở thành đa sở thọ. Thưa không vậy, hiền giả. Chư hiền đi anh thá, các ông nghĩ thế nào có thể được chăng? Mong rằng nghiệp có sở thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành nghiệp không có sở thọ. Thưa không vậy, hiền giả. Có thể được chăng? Mong rằng nghiệp không có sở thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành nghiệp có sở thọ. Thưa không vậy, hiền giả. Như vậy này chư hiền đi anh tá, không thể được. Mong rằng nghiệp được thọ quả hiện tại này do tinh tấn hay tinh cần trở thành nghiệp được thọ quả tương lai. Không thể được. Mong rằng nghiệp được thọ quả tương lai này do tinh tấn hay tinh cần trở thành nghiệp được thọ quả hiện tại. Không thể được. Mong rằng nghiệp được lãnh lạc thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành nghiệp được lãnh khổ thọ. Không thể được. Mong rằng nghiệp được lãnh khổ thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành nghiệp được lãnh lạc thọ. Không thể được. Mong rằng nghiệp mà quả lãnh thọ đã được thành thục này do tinh tấn hay tinh cần có thể trở thành không thành thục. Không thể được. Mong rằng nghiệp mà quả lãnh thọ không thành thục này do tinh tấn hay tinh cần có thể trở thành thành thục. Không thể được. Mong rằng nghiệp đa sở thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành thiểu sở thọ. Không thể được. Mong rằng nghiệp thiểu sở thọ. Mong rằng nghiệp thiểu sở thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành đa sở thọ. Không thể được. Mong rằng nghiệp không có sở thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành có sở thọ. Không thể được. Mong rằng nghiệp có sở thọ này do tinh tấn hay tinh cần trở thành không có sở thọ. Sự tình là như vậy. Thời sự tinh tấn của các tôn giả Ni Kinh Tá là không có kết quả, sự tinh cần của họ là không có kết quả. Chánh văn đến đây đã tạm chấm dứt. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử.
Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đã đi qua hai đoạn đường của Trung Bộ Kinh. Thực ra thì Trung Bộ Kinh có đến 152 bài, quyển 1 50 bài, quyển 2 50 bài và quyển 3 là 52 bài. Chúng ta đã học xong 50 bài của quyển 1, 50 bài của quyển 2. Và hôm nay thì chúng ta học bài thứ 101. Ở trong quyển, trong Trung Bộ Kinh tập 3. Trong quyển 1, quyển 2 thì quyển 1 có những cái bài kinh khó, còn quyển 2 thì những cái bài kinh tương đối. Dạ, nó mới bứt thời giá kính bạch thượng tọa Tỳ Siêu. Trong lúc chúng con hết nghe thượng tọa rồi, kính thỉnh thượng tọa cũng bắt lại. Thưa quý vị khoa hỷ, chờ chú Tư trong giây lát. Dường như là Thượng tọa Tỳ Siêu đang gặp vấn đề trục trặc kỹ thuật. Nếu Thượng tọa nghe được, xin Thượng tọa hoan hỷ cho biết. Thưa quý vị, ở trong thời gian chờ đợi và không nghe, xin thỉnh Thượng tọa Tỳ Siêu cầm biết trở lại. Kính thưa quý vị, khi nãy chúng tôi nghe đọc bài, chúng tôi cũng bị gián đoạn. Đường truyền của chúng tôi nó cũng có vấn đề. Bây giờ quý vị đã nghe được hả? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hôm nay trong cái bài kinh Đề Qua Đá, chúng ta chỉ học cái phần đầu, và Đức Phật Ngài thuật lại cho các tỳ kheo nghe một cuộc trao đổi giữa Ngài với các sa môn, mà là môn Ni Kiền Tháp, Ni Kiền Tử, về cái chủ trương không đúng, không hợp lý về
thiết cầm mắt. Các vị và là các vị đi thương có tri kiến rằng phàm cảm giác gì con người cảm thọ, lạc thọ khổ thọ hay là bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều là do nhân các nghiệp quá khứ. Do sự đốt cháy đoạn diệt các nghiệp quá khứ, do sự không tạo tác các nghiệp mới, thời sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt. Do nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt. Do khổ đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt. Do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ diệt tận. Cái chủ trương trên của Niên Linh Thá chỉ hợp lý nhưng mà chưa chắc đã đúng, đã thật. Nếu các Niên Linh Thá tự biết rõ các điểm sau đây mà Đức Thế Tôn đã nêu ra ở đây, thưa quý vị, các Niên Linh Thá nói tất cả là do quá khứ, nhưng mà không biết gì về quá khứ, cái đó là nó không có hợp lý. Khi mà Đức Phật Ngài hỏi về năm điều, các Niên Linh Thá đi gần thá đều trả lời với Đức Thế Tôn rằng họ không biết. Như vậy về năm điều ấy, Đức Phật Ngài hỏi rằng: này các Đi gần thá, các ông có biết ở trong quá khứ các ông có hiện hữu hay là không hiện hữu? Họ nói, trả lời là không. Thứ hai, các ông có biết trong quá khứ các ông có tạo ác nghiệp hay không tạo ác nghiệp? Họ cũng nói là không, không biết. Ở trong quá khứ các ông có tạo ác nghiệp như thế này hay như thế kia chăng? Họ nói là họ cũng không biết. Thứ tư là Đức Phật Ngài hỏi các Niên Linh Thá, các ông có biết khổ mức độ như thế này đã được diệt tận, hay khổ mức độ như thế này cần phải được diệt tận, hay với sự diệt tận khổ mức độ như thế này thì tất cả khổ sẽ được diệt tận chăng? Các Niên Linh Thá cũng trả lời là không biết. Điều thứ năm, Đức Phật hỏi các Niên Linh Thá có biết rằng sự đoạn diệt, sự đoạn tận các bất thiện pháp ngay trong hiện tại, hay là thành tựu các thiện pháp thế nào không? Cũng trả lời là không biết. Thì ở đây thưa quý vị, khi họ tuyên bố là phàm cảm giác gì con người lãnh thọ, là khổ hay bất khổ bất lạc, tất cả đều là do nhân ở quá khứ. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài hỏi về quá khứ thì họ lại không biết.
Ngay cả hiện tại họ vẫn mù mờ. Vì họ không thể nào có một cái tri kiến do giác ngộ, thì làm sao họ biết được quá khứ và hiện tại thì họ cũng không biết. Thì Đức Phật Ngài có nêu ra một cái thí dụ về một người bị bắn mũi tên, một mũi tên có tẩm thuốc độc. Người ấy khi mà được các vị y sĩ đến cứu chữa, trong lúc đang bị mổ xẻ để rút mũi tên ra thì họ cảm thọ đau đớn. Đến lúc họ lành bệnh thì họ mới cảm thấy được an lạc. Khi mà vết thương lành thì người ấy phải nhớ ra đã trải qua những đau khổ như thế nào, và cũng phải biết hiện tại mình có bệnh an vui như ra sao. Còn cái sự tuyên bố của các Digantha tuyên bố về quá khứ, nhưng mà hỏi ra thì quá khứ không biết, hiện tại không biết, hiện tại thì mù mờ. Mà nói chuyện về tương lai là cái điều phi thực tế, không hợp lý. Họ biết về, họ chủ trương như vậy đó, là do họ nghe theo cái truyền thống, họ tin theo cái truyền thống họ có lòng tin, họ có sự quan hệ ưa thích, họ dựa vào cái truyền thống, họ thẩm định các lý lẽ, họ chấp nhận một quan điểm, năm điều này chúng ta cũng đã học qua ở trong cái bài kinh nói về các vị Bà La Môn mà ở trong quyển 2 phần cuối chúng ta có học về các bài kinh đó. Đoạn này
khi mà các vị ni kiền tử trình bày Nigantha Natamutta là cái vị giáo chủ của đạo ni kiền tử, họ nói rằng đạo ni kiền Natamutta Nigantha Natamutta là bậc toàn tri toàn kiến, tự xưng là có tri kiến toàn diện, và dạy như vậy chúng tôi chấp nhận và chúng tôi khâm nhận điều này nên chúng tôi được quan hệ. Thì Đức Phật Ngài mới nói rằng có năm pháp ngay trong hiện tại, nó có hai cái hệ quả. Thế nào là năm? Sattha tính, Ruchi là hỷ, Anusabhu là truyền thống hay gọi là tùy văn, thẩm định các lý lẽ, akara parigva mitaka và kham nhẫn chấp nhận tri kiến, chấp nhận một cái quan điểm. Đi thi đi chà nã cần thi, rồi Đức Thế Tôn Ngài dạy cho các Ngài hỏi các ni hình tử thế nào là lòng tin các tôn giả ấy đối với bậc đạo sư trong quá khứ, thế nào là sự quan hỷ, thế nào là sự tùy văn, thế nào là thẩm định lý do, thẩm định cái lý lẽ, và thế nào là một cái tri kiến. Thì khi mà Đức Thế Tôn hỏi như vậy, các Nigantha không có một cái câu trả lời hợp pháp nào. Kể đó Đức Thế Tôn Ngài đã hỏi các Nigantha khi mà các ông tinh tấn cực kỳ nghiêm khắc thì có phải các ông thọ lãnh những cảm thọ thống khổ, đột khởi đau đớn hay không? Và khi mà các ông không có tinh tấn khổ hạnh đó thì các ông không có những cái cảm thọ thống khổ nó khởi lên phải chăng? Thưa hỷ giả Gotama, khi chúng tôi tinh tấn khổ hạnh thì chúng tôi thọ lãnh những cái cảm giác thống khổ, còn khi mà chúng tôi không có tha thiết tinh tấn thì chúng tôi không có cảm giác thống khổ.
Thì lúc bây giờ Đức Phật cài nhân đó, Ngài đã chỉ cho các Ni Kinh Thá thấy cái cảm thọ khổ hay lạc trong hiện tại nó không hẳn là quá khứ, mà nó do ngay trong hiện tại. Ở đây thưa quý vị, khi chúng ta nói về những cái cảm thọ lạc thọ khổ, bất tử tử siêu thì tao khoan kính không biết lại, anh trung không còn nghe được. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa tử siêu, thượng tọa có nghe được không? Dạ thưa quý vị chờ trong giây lát thượng tọa tử siêu đã rơi xuống, có lẽ là thượng tọa sẽ trở lại trong giây lát. Chúng tôi lưu ý quý vị là đôi lúc quý Phật tử phản ứng rất là nhanh. Thí dụ như quý vị không nghe được sự thượng tọa tự siêu nói, nhưng mà chúng tôi còn mấy lần quý vị nói đã nghe rõ rồi, thì thượng tọa tự siêu nghĩ là thượng tọa có thể nghe rõ. Kính thưa thượng tọa tự siêu, Hoa Kỳ cầm biết rồi. Xin được hỏi một lần nữa là thượng tọa tự siêu có nghe được không? Và nếu thượng tọa nghe được, thượng tọa Hoa Kỳ cho biết. Dạ, dạ kính thưa thượng tọa tự siêu. Dạ. Mất hồn.
Thứ thì có lẽ là chúng ta chịu khó chấp nhận. Lát nữa Thượng tọa Từ Siêu trở lại để chính Thượng tọa giảng tiếp tục. Bây giờ thì không biết Thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trong máy và Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tuệ Quyền đã nghe được xin, thỉnh Thượng tọa khoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Và mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 1. Thưa quý vị, chương trình thảo luận và trắc nghiệm ngày hôm nay đó, thì nó là một cách để chúng ta tiết kiệm thời giờ trong khi chờ đợi Thượng tọa Tuệ Siêu trở lại. Và khi mà Thượng tọa Tuệ Siêu trở lại, chúng ta sẽ tiếp tục. Nếu chúng ta tin vào định mệnh nhưng không biết rõ số mạng đã định như thế nào thì sẽ tạo nên vấn đề nào sau đây? A là phó thác cuộc sống cho may rủi. B là không có động lực để cố gắng tinh tấn. C là sống trong sự mơ hồ. D là cả ba câu trên đều đúng. Quý vị không nghe được hả? Dạ, họ sẽ được hỏi là quý vị có nghe được không? Dạ. Bây giờ thì mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền khoan hỷ cho đáp án cũng như giải thích ý nghĩa của câu trắc nghiệm số 1. Nam mô Bồ Tát, Giá Nam mô Tham Ma, Giá Nam mô Sang Kha, Giá Giá. Thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thần Tôn Chất Đẳng, Thần Tôn Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tích, Đại Đức Tuệ Tri cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật Tử. Câu trắc nghiệm hỏi rằng, nếu tin vào định mệnh nhưng không biết rõ được cái số mạng đã định thế nào thì sẽ tạo nên vấn đề nào sau đây? Thế nào là một định mệnh? Ở đây chính là một định mệnh mà chúng ta thường tin rằng con người mình có số mệnh, con người dép nó còn có số, đừng nên chi con người mình có số mệnh. Tôi sinh ra tôi giàu là tôi mãi mãi tôi giàu, tôi nghèo là mãi mãi tôi nghèo, tôi ngu là mãi mãi tôi ngu, tôi khôn là mãi mãi tôi khôn. Thì đây chính là một thuyết định mệnh của ngoại giáo, chứ Đức Phật, nghiệp báo Đức Phật thì không có chấp nhận cái định mệnh. Xác định rất rõ cho quý vị nghe cái chuyện đó, không có số mệnh mà chỉ có cái nghiệp quả thôi. Nếu như anh chịu siêng, chịu khó làm ăn, anh biết cách để làm ăn đúng đắn và siêng năng thì anh có tiền của tài sản. Nếu anh chịu khó học hành văn kinh thính pháp thì trí tuệ anh có, anh phát sinh, chứ không phải là tự động mà sanh ra rồi khôn, tức là khôn mãi. Mà cái gì cũng vậy, tức là do cái sự đào luyện, do cái sự chịu khó, do cái sự tinh tấn, do cái sự kham nhẫn mà cuối cùng chúng ta mới thành tựu được. Cho nên vì vậy Đức Phật không có cái giáo lý nhà Phật và giáo lý nghiệp quả đó, không có cái số mệnh và không có cái định mệnh, tức là cái số mệnh nó được định đặt không có. Bởi vì nếu mà có như vậy thì không thể không phải chuyển nghiệp được. Mà nếu như chúng ta tu tập, cố gắng tu tập thì chúng ta có thể chuyển nghiệp. Tu để chuyển nghiệp, cái chỗ này chúng ta phải nhớ rõ, phải tu nhiều kìa, phải tu thật là nhiều. Như là một ly cà phê, một cái ly cà phê nó đen mà chúng ta có nhỏ vài giọt hay là cả trăm giọt nước trắng vào đó thì ly cà phê này không thể nào mà nó mất đi cái màu đen được. Mà chúng ta phải đổ nhiều cái ly nước trắng vào, hết ly nước trắng này tới cái ly nước trắng kia, nó tràn ra rồi nó loãng, nó từ từ rồi nó mất. Như thế nào? Thì cái đó nó chuyển nghiệp. Chúng tôi muốn nói như vậy, chứ đừng có nói rằng nhân danh là tu đi chuyển nghiệp. Mình đang bị khảo, mình đang bị bảo như thế này, tu là chuyển nghiệp. Thì quả thật đó chính là một lời khuyến tu. Nhưng mình phải, cũng như mình bị một cái ác nghiệp rồi thì mình phải đối diện, mình trả. Nhưng mình trả, đây chính là một cái sự chuyển hóa. Trả cái nghiệp đó chính là mình đối diện với cái nghiệp đồng sự chuyển hóa. Cho nên ở đây người ta hỏi rằng, nếu mình tin vào số mệnh nhưng không biết số mệnh mình nó đặt định như thế nào thì sẽ tạo nên những vấn đề sau đây. A, phó thác cho cuộc sống may rủi. Đây chính xác. Chúng ta, nếu chúng ta đã cho cái định mệnh như vậy rồi, bây giờ coi như là mình sinh ra mình không được cái sự ổn định, cái sự tốt đẹp thì thôi, kệ tới đâu hay tới đó, kệ nó, cứ kệ nó, mặc kệ nó, vân vân. Thì đó chính là chúng ta không có làm chủ được cái cuộc sống của mình.
chúng ta không nắm bắt được cái sự sống và cuộc sống của chính mình. Cho nên câu A đúng với câu thiệu câu hỏi đầu. Câu B không có động lực để cố gắng chính xác như vậy, bởi vì nếu như đã định đặt rằng tôi ngu thì suốt đời tôi cũng ngu, tôi học chi, tôi nghèo thì suốt đời tôi nghèo. Như vậy ở đó chính là chúng ta biết là chúng ta không có một cái động lực để thúc đẩy. Mà sự đời này, người ta nói rằng tỷ phú thì do cái phước, nói theo đời thì do thiên, do định mệnh. Nhưng điều chúng ta nó có, thì người ta là tỷ phú, người ta do cái phước ta nhiều, người ta tỷ phú. Nhưng mà triệu phú thì do cần kiệm một chút xíu, do chúng ta tiện tặng, như chúng ta biết kiểm soát cái chi tiêu của chúng ta thì chúng ta được một cái tốt đẹp. Và ở đó cái động lực này, thiếu cái cố gắng là chúng ta không có lo cố gắng học hành. Nếu như chúng ta nhất nghệ tinh, nhất thông minh, một nghề chúng ta cố gắng thì nó cũng sẽ thành tựu được cái nghề đó. Hay hoặc là chúng ta biết là nước chảy đá mòn, rồi coi như là có công mài sắt của ngày nên kim, đây là sự thật. Nếu như đó là một cái động lực và chúng ta có sự cố gắng, cái sự tu tập cũng vậy, cái sự khó khăn mũi ban đầu, nhưng rồi chúng ta tu tập một lần, chúng ta vượt qua và chúng ta có sự tinh tấn, có sự cố gắng, thì đây là một yếu tố hết sức tích cực. Nếu như chúng ta có sự tích cực thì không có bị một cái định mệnh, không có bị một cái số mạng nào mà gian ra cho ta cả. Và cũng như trong kinh Phật cũng vậy, không có một thần linh thượng đế nào mà ban phước giáng họa cho chúng ta, mà chính chúng ta là thừa tự của nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp. Nghiệp chính là của riêng của tất cả chúng ta mà không ai giống ai hết. Cho nên câu B này cũng đúng với cái câu hỏi. Câu C, sống trong sự mơ hồ, đúng như vậy. Khi chúng ta biết là nó cái sự tình, chúng ta tự chấp nhận sự tình, chúng ta buông xuôi cho nó là như thế rồi, thì hoàn toàn chúng ta cho nó là chúng ta bị như vậy rồi, chúng ta đã bị như vậy rồi, chúng ta đã mang một cái thân phận như vậy rồi, thì mọi sự tình là chúng ta không có lối đi, không có một hướng mở gì cả, nó mơ mơ hồ hồ, nó không có một cái ý niệm tích cực, nó không có một ý niệm, nó không có một sức sống, nó không có một cái định hướng rõ ràng. Nó không có định hướng rõ ràng, hay là không có một cái đời sống không được dẫn lối bằng trí tuệ, hay là bằng cái đời sống tỉnh thức, nếu đó là một sự tu tập. Và ở xã hội thì không có cái đời sống, nó không có một cái hướng sống, không có một lý sống, không có một cái tương lai để ước vọng. Cho nên đáp án của câu này chính là câu D. Cả ba câu trên đều đúng. Nếu như chúng ta chấp nhận sự định mệnh và tin vào số mạng thì A, B, C, D vừa kể là đúng. Cho nên đáp án chính là câu D. Chính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như dự cần bổ túc kinh cung thỉnh ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thượng tọa trên quyền, bạch thượng tọa chút xíu, hồi nãy thượng tọa chưa xong phần pháp thoại, không biết là bây giờ thượng tọa nghe được cảm biết được không? Nếu thượng tọa chút xíu nghe được cái trình, thượng tọa hoan hỷ trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, xin cảm ơn thượng tọa, cảm ơn quý vị Phật tử cho biết đã nghe rõ. Hy vọng rằng trong cái giờ sau của Zoom chúng tôi nói chuyện tốt với chúng tôi mới, điều chỉnh lại cái wifi, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục để nói cái vấn đề
khi nãy nói chưa có kết thúc. Cái chỗ các ngoại đạo đi gần tháng khi mà họ tin tưởng và chấp nhận cái chủ trương của Liên Gần Thá Natabhota là vị giáo chủ mà họ cho rằng là một vị có cái tri kiến toàn diện. Như Gần Thánh là Tâm Bồ Tát chủ trương nếu mà xưa kia các ông có làm ác nghiệp ấy, hãy làm cho ác nghiệp ấy tiêu bồn bằng khổ hạnh thống thiết này. Chính do cái sự hộ trì thân, hộ trì lời nói, hộ trì ý ngay trong hiện tại, không làm các nghiệp ở trong tương lai, với cái sự đốt cháy đoạn các nghiệp của quá khứ, không tạo nghiệp mới thì sẽ không có diễn biến ở trong tương lai. Vâng. Nói như vậy nhưng mà chính bản thân của vị giáo chủ đó cũng như các vị đệ tử hoàn toàn mù tịch về quá khứ, đến ngay như hiện tại vẫn còn mập mờ, thì quá khứ không biết mà hiện tại thì mù mờ. Thì còn mà nếu mà nói đến cái chuyện tương lai thì đó là một điều rất là vô lý. Và ở đây khi mà các vị sa môn đại môn mà tuyên bố về cái nghiệp quá khứ là cái nhân tố làm cho chúng sinh cảm ngay trong hiện tại cảm thọ vui hay là thọ khổ, thọ phi khổ phi lạc, họ nói một đằng như vậy. Nhưng mà hiện tại khi họ hành khổ hạnh đó, họ đã khổ, họ khổ thống thiết, thì cái sự khổ thống thiết đó là do cái nghiệp ác của quá khứ họ làm, hay là do cái sự tinh tấn khổ hạnh của họ ngay trong hiện tại? Đức Phật đã đưa lên vấn đề đó thôi là họ là ngoại đạo, họ cũng không thể nào trả lời được cái câu nói đó. Đức Phật nghe hỏi từng điều, thì họ cho rằng cái khi mà tinh tấn khổ hạnh đó, thì lúc mà tinh tấn là họ bị đau khổ thống thiết bởi vì quá ép sát. Còn khi mà họ không có sự tinh tấn, họ giảm bớt cái sự tinh tấn đó, khổ tinh tấn khổ hạnh, thì họ lại không có bị khổ. Chính cái điều này mâu thuẫn với cái lời tuyên, cái chủ trương của họ. Còn ở đây, ở trong Phật giáo đó,
Khi Đức Phật nói về những cái cảm thọ khổ vui ngay trong hiện tại này, nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái khổ vui đó là ác quả của nghiệp trong quá khứ một phần. Cái này gọi là vị thời nghiệp duyên. Nà nắc thế đây các cầm áo có chơi giá. Nhưng mà cũng có trường hợp cái khổ phi lạc ngay trong hiện tại đó, thì nó do cái thường cận y duyên, tức là do bị ảnh hưởng về thời tiết, hay là ảnh hưởng về thức ăn, hay ảnh hưởng gì cái tâm, nhiệt não, vân vân. Cho nên ở đây không thể nói một chiều được, phải nói có cái sự phân tích. Nói theo Phật giáo là phải nói theo cái phương pháp phân tích. Có những trường hợp nào quá khứ là quá khứ, có những trường hợp nào hiện tại thì hiện tại, thì người ta mới nỗ lực tinh tấn tu tập được. Bởi vì nếu tất cả đều đổ cho quá khứ thì quá khứ đã qua rồi, thì làm sao mình biết mà mình diệt trừ cái nghiệp của quá khứ được. Đã làm rồi làm sao mà mình kéo lại được. Nghiệp quá khứ đã làm thì bây giờ quả nó phát sanh. Nếu mà đoạn tận quả thống khổ, quả của nghiệp thì cũng không được. Mà đoạn tận nghiệp của quá khứ thì cũng không xong. Cho nên đối với Phật giáo thì Đức Phật Ngài dạy cho biết rằng cái gì thuộc quá khứ thì nó đã qua rồi, mà cái gì là quả trong hiện tại thì cái đó nó chỉ là pháp, nó sanh do định luật nghiệp, mình không có thể sửa được. Chỉ có cái là mình khởi lên cái tâm thiện, có thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện, chính cái sở hành thiện đó nó sẽ tạo nên một cái cảm thọ khổ bằng cách là thường cận y duyên. Rồi khi mà mình có cái sự an vui đó rồi đó, thì tạo nhiều công đức phước báo thì nó sẽ xóa mờ được cái quả của nghiệp. Như Pháp Cung Kinh Đức Phật dạy rằng ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp sẽ sáng chiếu đời này như trăng thoát khỏi mây. Nghiệp đã tạo trong quá khứ thì chúng ta không có xóa cái nhân nó được, nhưng mà chúng ta có thể tạo cái thiện nghiệp để mà chúng ta chặn đứng. Nếu mà không có chuyển tất nghiệp được Bhakataka cầm mát, không có chuyển tất nghiệp được thì ít ra cái tâm thiện đó nó cũng trở thành Upapinika cầm mát, tức là làm chướng ngại, hay gọi là chướng nghiệp, làm chướng ngại cái nghiệp trổ quả.
Thì cái chủ trương về nghiệp quả của Đức Phật đó, thì không phải ngồi đó mà lý thuyết suông những điều mình không biết rồi mình suy nghĩ ra, mình phỏng chừng ước đoán rồi nói, như vậy thì không có chính xác. Mà phải có cái sự thiết thực, phải biết rõ, phải cái gì cần phải tu tập thì mình tu tập, cái gì cần cái đường đoạn trừ thì mình đoạn trừ, thì như vậy nó sẽ đưa đến một cái sự an lạc. Cho nên khi mà nói về các cái đạo giáo thì ở đây chúng ta thấy Niên Kiền Tử, Niên Kiền Thá, họ cũng chủ trương về nghiệp quả. Nhưng mà cái chủ trương về nghiệp của họ đó, nó không có giống như ở trong Phật giáo. Bởi vì cái chủ trương đó trước là nói một cái sự, nói theo cái cách khịnh, là do tất cả đều là do nơi nghiệp quá khứ. Mà chúng ta cần phải hiểu rằng tâm mát nguyên ba cua trình vô, nghiệp quả bất khả tư nghi, chúng ta có thể suy xét được, đừng nói chi là chúng ta dám tuyên bố. Cho nên khi người Phật tử chúng ta học Phật, chúng ta không nên đổ thừa cho nghiệp. Thì nào tận hiện nghiệp với tri tì nghiệp, là nếu mà ngay trong hiện tại mình bị khổ đau, tuyệt vọng hay bất tội nguyện, thì chúng ta phải suy xét xem coi cái khổ này nó phát sinh lên do tâm bất thiện ngay trong hiện tại, hay là chừng nào chúng ta thấy hiện tại mình vẫn sống được an lạc thì mới nói đó là cái nghiệp ở quá khứ. Vậy dầu cho cái nghiệp của quá khứ, khi một người tu tập họ có thể sửa đổi được, có thể cải chuyển được bằng cách là họ nỗ lực để họ hành thiện ngay trong hiện tại. Ngày mai đó thì chúng ta sẽ được học cái phân đoạn 2 của cái bài kinh. Ở trong phân đoạn 2 của bài kinh, ở trong đó có nhiều cái vấn đề được Đức Phật về đề cập đến, nói đến, sẽ làm cho rõ hơn cái đoạn kinh hôm nay. Cái đoạn kinh hôm nay chỉ trích ngang ở chỗ cái phân đoạn đầu mà Đức Phật này thuật lại cho các tỳ kheo nghe về cái cuộc đối thoại của Ngài với các ni kỳ tử mà thôi. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái thuyết giảng trong bài kinh Đề Quá Đá. Bây giờ thì đến giờ thảo luận. Khi nãy chúng tôi vừa vào thì nghe tọa tuệ quyền đang ra đáp án cái câu trắc nghiệm thứ nhất. Chắc có lẽ là trong thời gian thượng tọa chắc đẳng chờ đợi chúng tôi vào để kết thúc cái bài giảng, nên thượng tọa đã đưa ra câu trắc nghiệm cho thượng tọa tuệ quyền. Bây giờ thì chính thức bước vào cái phần thảo luận. Xin cung thỉnh thượng tọa chắc đẳng trở lại. Nam mô Phật Thầy.
Sa thủ kính đơn từ toàn tự siêu. Bạch chư tôn đức và chú ý Phật tử có lẽ là xin thỉnh thư đoàn tự siêu cho đáp án câu trách nhiệm số 2. Rồi sau đó xin thư đoàn đi nghỉ. Thì hôm nay thư đoàn cũng đã mệt với bài giảng, chính là trục trặc về kỹ thuật. Thưa quý vị, mặc dù ở đây Đức Phật này đề cập đến cái nhìn rất là lệch lạc của phái Niên Kiền Tử, nhưng mà chúng ta đặt ra một vấn đề là liệu rằng chúng ta là người con Phật ngày hôm nay, chúng ta có bao giờ có những cái nhập nhằng, có những cái hiểu mà tương đối là nó gần với bên Niên Kiền Tử, gần với ngoại đạo hơn là gần với chính Đức Phật hay không? Chúng ta thử đưa ra một vài điểm là điều nào sau đây thường xảy ra trong cách nhận thức của người Phật tử, nhận thức rất là phổ thông hàng ngày vậy, thưa quý vị. A, giáo thuyết tiền định tương đương với giáo lý nghiệp báo. À, đó là cái số của tôi nó vậy, cái số tôi thế này, số thế kia chẳng hạn. Thì mình nghĩ rằng cái nghiệp báo tức là nói về tiền định, và tiền định nói về nghiệp báo. B là truyện kiều với quan điểm tài mệnh tương đối, thường được hiểu là người tài khoa thường bạc mệnh. Yeah. Mình thường định nghĩa, ví dụ như ở trong truyện kiều có cái câu là bỉ sắc tư phong. Yeah. Bỉ sắc tư phong hay là tài mệnh tương đối, nghĩa là được cái này thì mất cái kia, thì cái đốc chuyện đó nó có giống như trong đạo Phật không, hay là ở trong đạo Phật vẫn nghĩ rằng vẫn cho thấy rằng có những người có phước nhưng mà không nhất thiết là vì khổ phước điểm này họ phải bị bạc phước điểm khác. C là phải chấp nhận trả hết nghiệp quả nhân mới được sanh thản. Yeah. Có nhiều người gặp khổ nữa, bây giờ đi chấp nhận trả hết, khi nào hết nghiệp thì giống như mở tù, hết hạn tù rồi thôi được tự do vậy đó. D là ba quan niệm trên đều rất phổ thông giữa những người tự nhận mình là Phật tử. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh thượng tọa Thượng sư Hoa Kỳ cho đáp án. Thầy, xin hỏi quý vị có nghe được tôi nói không? Trong câu sách trắc nghiệm số 2 thì ở đây được thấy là Phong Lan đáp án D, Quang Nguyệt 8 đáp án Nguyên Ngọc 2 đáp án D, Từ Vị 3 cũng đáp án D, Pháp Lữ đáp án D, Diệu Quang đáp án D. Lạc 2017 cũng đáp án D, Trần Đạo D, Diệu Giác D. Nguyệt Canada D, Loan Liễu đi thì không thấy, không ở đây đó, thưa quý vị, trong cái đáp án này không phải là chúng ta tìm cái câu đúng. Nó đúng nghĩa Phật giáo, mà chúng ta phải tìm cái câu đúng với một cái sự kiện. Thí dụ như người nói là điều nào sau đây thường xảy ra trong cách nhận thức của người Phật tử, thì chúng ta thấy người Phật tử đó, mặc dù là Phật tử nhưng mà vì do cái thói quen hoặc giả là thiếu học hiểu Phật pháp, nên thường thường họ hay nhận thức theo cái thông thường, họ hay nhận thức về cái giáo lý địa báo đó, nó cũng gần như là tiền định vậy đó.
chuyện gì vui hay khổ gì họ cũng đổ thừa, này do nghiệp quá khứ, này do nghiệp quá khứ. Lâu ngày nó thành cái thói quen, nhưng là mặc dù họ không có nói đến tiền định, nhưng mà họ cái gì cũng đổ ra việc quá khứ, thì cái cách tư duy của họ cũng chẳng khác nào như một người họ chấp nhận về cái thuyết tiền định. Cái sự kiện đó nó vẫn thường xảy ra trong cách nhận thức của người Phật tử. Phật tử mà không hợp pháp. Câu B, Cái quan điểm mà tài mạng tương đối. Chữ tài liền với chữ tay một vần, tài mệnh nó đối kỵ với nhau. Nhưng mà ở trong Phật giáo đó, thì có những người họ có phước trọn vẹn thì tài là tài, nhưng mà tai họa là tai họa. Có người họ có tài nhưng mà họ có cái đức thì đâu có bị cái tai họa đâu. Nhưng mà người Phật tử thì cứ quan niệm như vậy, hễ mà họ đi làm phước nhiều hoặc là họ làm những cái điều gì tốt mà họ cũng bị cái hậu quả trái ngược, thì trong trường hợp thì họ có cái nhận thức. Thí dụ như là người tài hoa thì bạc mệnh, người có cái tài có cái tật vân vân, họ hay quan điểm gì. Nhiều khi cái quan niệm đó, đó thưa quý vị, nó chỉ do cái thường cận y duyên. Nhưng mà cái thường cận y duyên đó được họ suy nghĩ và được nói ra, chứ họ không có, họ không có khéo tắc ý suy nghĩ đúng theo trong Phật pháp. Còn cái điều C đó, người Phật tử có những người vì không hiểu biết Phật pháp, hoặc giả là có những người Phật tử họ mới đến với Phật pháp nhưng mà họ không có học hiểu về giáo lý. Chúng tôi vẫn thường được nghe có một vài người họ đến, họ trình bày, họ vẫn tự hào cho rằng cái điều mà họ làm như vậy là đúng. Tức là họ nói rằng bây giờ họ khổ lắm, nhưng mà họ can đảm chịu đựng vì họ chấp nhận trả hết nghiệp. Thì khi mà họ hy vọng rằng trả hết nghiệp thì họ mới được thanh thản. Thưa quý vị, gặp những người mình cố gắng giải thích như thế nào đi nữa, họ cũng không chịu nghe. Họ cứ nghĩ họ trả hết nghiệp thì họ mới được an vui, mới được giải thoát thôi. Thì thưa quý vị, ba cái quan điểm này, ba cái sự nhận thức này đó, đều có xảy ra đối với một số Phật tử, đối với một số Phật tử. Cho nên ở trong cái câu trắc nghiệm số 2 này đó,
Thì đáp án chúng tôi chọn là câu D. Vì cả ba quan niệm trên đều rất phổ thông giữa những người tự nhận mình là Phật tử nhưng mà không có học pháp. Hãy nói cho rõ vậy. Cho nên đây là điều mà mình trả lời Phật tử Loan Liễu Thamanadi cũng nên chú ý. Không phải là chúng ta thấy ba câu đó chúng ta quên đọc cái mệnh đề ở trên, và chúng ta thấy ba câu đó không có ý nghĩa nào nó đúng với Phật pháp. Chúng ta nói rằng không có câu đúng, không phải một cái mệnh đề trên người ta hỏi. Người ta hỏi cái điều nào thường xảy ra, điều nào rất phổ thông giữa những người Phật, giữa những người tự nhận mình là Phật tử, họ có cái cách nhận thức sai lạc. Thì chúng ta thấy ba điều đó là điều có hết. Chúng tôi xin được ra đáp án câu câu hai là như vậy. Nam mô Phật Thầy. Sa thú kính đức sư tổ tư siêu. Đây sư tổ tư siêu đi nghỉ hôm nay sư tổ rất là vất vả. Đại đức Pháp Tính, Đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và có nghe rõ không? Nếu Đại đức Pháp Tính nghe rõ xin thỉnh Đại đức Pháp Tính hoan hỷ cho đáp án của trắc nghiệm số 3. Câu nào sau đây được xem là sai nếu hiểu theo Phật pháp? A. Tất cả gì xảy ra trong hiện tại đều là do nghiệp quá khứ. Có đôi khi ta nói nhất ẩm nhất cát là do tiền định, tức là dù cái ăn cái uống cái chân rung chân răng cộng đốc là tất cả đều do quá khứ quyết định hết. B là ý chí hành động hiện tại là quyết định tất cả. Có nhiều người họ nói rằng ví dụ hồi xưa nghe của bài thơ là bàn tay ta làm nên tất cả đó. Với sức người sỏ đá cũng thành công. Còn người học sản họ nói như vậy, tức là có nhiều người họ quan niệm rằng cái ý chí hiện tại của mình là quan trọng nhất, mình sẽ làm được tất cả mà không có phải ảnh hưởng gì quá khứ. C là không thể có sự kiện cái gì đó trong tương lai là ảnh hưởng đến hiện tại, tức là quá khứ ảnh hưởng hiện tại thì có, hiện tại ảnh hưởng hiện tại thì có, nhưng mà tương lai cái gì xảy ra tương lai như cái chuyện đó nó sẽ xảy ra trong vài ba chục năm nữa, nhưng mà bây giờ nó đã có cái ảnh hưởng rồi, cái chuyện đó vốn không thể có được. Đây là ba câu trên đều sai với Phật pháp. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh Đại Chúng Tính hoan hỷ cho đáp án. Nam mô Bụt Tha Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Chúng ta tiếp tục với câu trắc nghiệm số 3. Vậy thì ở trong câu trắc nghiệm số 3 này đó, kêu chúng ta là tìm cái điều nào sai, cái điều nào sai mà ở trong Phật pháp. Có nghĩa là nếu mà mình so ra với Phật pháp đó, thì cái điều đó là sai. Vậy thì tất cả những gì xảy ra trong hiện tại đều do nghiệp quá khứ. Cái điều này chúng ta, nếu mà quý vị nào hồi nãy có nghe bài giảng là chúng ta biết rằng cái câu này là sai rồi. Tại vì lúc mà Đức Phật hỏi các vị Bà La Môn đó, các người có mặt ở trong quá khứ hay không? Có nghĩa là quý vị thấy rằng bây giờ mình hỏi mình có biết là ở trong quá khứ của mình cái kiếp vừa rồi rồi đó, nam hay là nữ hay là sanh ở trong cái gia tộc gì đó vân vân. Thật sự ra những cái điều này chúng ta không biết. Thành ra nếu mà cái gì mà chúng ta cũng nói là do quá khứ, tại quá khứ mình làm nên vậy đó, thành ra bây giờ mới có cái nghiệp như vậy thì cái điều này nó không đúng. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, quý vị thấy rằng nếu mà thí dụ như bây giờ những người mà người ta ở trong cái mùa dịch này đi, mà bây giờ mình cứ khăng khăng là mình cho rằng
Nếu mà mình có cái nghiệp mà nó bệnh là nó sẽ cho mình bệnh, còn mình có cái nghiệp mà không bệnh nó sẽ cho mình không bệnh. Thì mình đi vào ở trong một cái trung tâm của cái vùng nào mà bị dịch thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị lây, chúng ta sẽ bị bệnh rồi. Thành ra không thể nào mà đổ thừa là do nghiệp ở trong quá khứ mà mình tạo, thành ra bây giờ mình mới vướng vào cái bệnh này. Thành ra chúng ta thấy rằng đầu tiên là cái đáp án A là nó đã sai. Cái đáp án B, cái ý chí hành động trong hiện tại quyết định tất cả. Cái điều này nó cũng chưa hẳn quý vị. Cái điều này nó cũng chưa hẳn. Chúng ta thấy rằng cái cũng như là ở trong thời nay, tất cả những cái nước tiên tiến người ta đều có cái ý chí để mà người ta đẩy lùi cái dịch bệnh, nhưng mà đẩy không được, đẩy chưa được quý vị. Dù cho là quý vị thấy rằng là những vị mà tổng thống hoặc là những vị mà nguyên thủ quốc gia đều phải ngồi lại bàn với các bang, các những cái người mà giỏi mà cuối cùng thì cũng chưa có được. Đó thì nói về cái tình hình hiện nay mình thấy cũng người ta đầy đủ ý chí, đầy đủ sự quyết chí hết, nhưng mà chưa có làm được. Còn nếu mà nói theo Phật pháp đó, thì chúng ta thấy rằng là phải do cái duyên nó đầy đủ điều kiện, mình có ý chí rồi, nhưng mà phải thích hợp với cái trí tuệ của mình, hoặc là cái thời điểm, hoặc là cái thời gian, hoặc là những người mà cộng tác vân vân, thì mới thành tựu được cái điều mà mình mong muốn. Còn nếu mà thiếu một trong những cái điều kiện đó thì chúng ta thấy rằng rất là khó, không thể nào mà chúng ta thành tựu được hết. Còn cái đáp án C đó, thì cái sự không thể có cái sự kiện cái gì đó ở tương lai lại có ảnh hưởng tới hiện tại, ảnh hưởng tới hiện tại. Cái điều đó thì hiện tại nó ảnh hưởng tới tương lai thì có, nhưng mà tương lai thì không ảnh hưởng lại đến, không ảnh hưởng tới hiện tại được. Cái điều đó là không có xảy ra. Vậy thì chúng ta thấy rõ quá rồi, ba câu này đều sai theo cái, nếu mà mình so với Phật pháp thì ba câu này đều sai hết. Do vậy chúng ta sẽ chọn cái câu D làm cái đáp án của câu trắc nghiệm số 3 này. Chúng tôi thấy rằng Phong Lan, Huệ Ngọc, Hoa Nguyệt, Lạc Lê, Pháp Lữ, Châu Khoan, Trần Đạo, Diệu Giác, Diệu Quang và Từ Bi, Giác Minh và tất cả quý vị Nguyệt Canada vân vân, tất cả các quý vị đều chọn đều chọn đáp án D hết. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị đã chọn đúng đáp án D, và con cũng chọn câu D làm câu trả lời cho câu trắc nghiệm này. Con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá. Sao thưa cái đinh để được phục tính. Thưa quý vị, trước khi thỉnh xin Nguyên Thông cho đáp án câu trắc nghiệm số 4, có một hai Phật tử hỏi chúng tôi về ý nghĩa của cái câu C, câu trắc nghiệm số 3 đó. Ở trong Vi Diệu Pháp có 24 duyên, có cái duyên gọi là tiền sanh duyên, tức là cái trước trợ cho cái sau. Dạ. Thí dụ như là hồi nhỏ mình đi học rất là siêng năng, thì bây giờ mình lại là người có cái trình độ. Nhưng mà cũng có những cái sanh sau mà nó trợ cái sanh trước. Chúng tôi lấy ví dụ là ngày Tết, là ngày người ta ăn Tết, thì do có hai tháng nữa mới ăn Tết, do đó bây giờ người ta mới bày ra, họ là bánh tráng, họ là mứt, họ chuẩn bị đồ để ăn Tết. Hay là cũng có nhiều người sinh ra đời là một cái kiếp chót chắc chắn chắc đạo quả A-la-hán. Thật ra dù họ còn nhỏ, họ bị bao nhiêu tai nạn cũng không chết được, tại vì do cái nghiệp ở trong tương lai sẽ trở thành vị A-la-hán. Vị này luôn luôn được cái tri nghiệp, tức là nó bảo vệ và bảo vệ. Thật ra có những thứ mà ở trong quá khứ chi phối hiện tại, có những thứ ở tương lai cũng chi phối hiện tại, chứ không hẳn là tương lai không chi phối được hiện tại. Cái quan điểm rất là sai. Thật ra ở trong cái câu số 3 đó, câu trắc nghiệm 3 có cái chỗ C là gọi là hậu sanh duyên. Dạ, tiền sanh duyên là cái trước trợ cho cái sau, hậu sanh duyên là cái sau trợ. Và mình nghĩ cái sau rất khó trợ cái trước. Cuộc sống nó là một bí ẩn, thưa quý vị. Có nhiều điều bây giờ
mà chúng ta quyết định, nhưng mà chúng ta không có nghĩ rằng ở trong tương lai nó có kịp xảy ra. Chúng tôi lấy một ví dụ như là do một người họ có cái phước được giàu có ở xứ lạ quê người, do đó nó đưa đẩy khiến nhiều người đi vượt biên thành công. Thì lúc họ đi vượt biên thành công á, là điều đó nó có thể chiêu cảm bởi cái nghiệp sau này mà họ ăn nên làm ra ở xứ lạ quê người. Thật ra về việc này chúng ta nên hiểu cho rõ. Bây giờ xin thỉnh sư Minh Thông có nghĩ cho đáp án câu trắc nghiệm số 4. Không biết sư Minh Thông có mặt trước máy và nghe được không? Dạ. Tự mình làm khổ, xin lỗi quý vị, chúng tôi viết sai. Tự mình làm khổ mình. Dạ, tự mình làm khổ mình. Thì có gọi là cố gắng để trả nghiệp không? Dạ. Ví dụ như ở đây là cái quan niệm khác như anh Thái khi mà tu khổ hạnh. Dạ, tuy khổ hạnh là một cái lối sống mà rất là khổ, giống như là Đức Phật Ngài đã từng tu khổ hạnh vậy đó. Nhưng mà Đức Anh Thác thì họ quan niệm rằng mình tu khổ hạnh như vậy đó, mình làm khổ mình, nhưng mà đó là cách để mình trả nghiệp, mình trả hết nghiệp thôi. Thì câu A là không thể, vì không ai biết rõ mình đã tạo gì đời trước nặng hay nhẹ ra sao. Giống như cái kiểu mà mình tuyên án mình mà mình không biết là mình đã phạm tội gì. À, mình biết phạm tội gì mình mới tuyên án, mình mới kết án là bao nhiêu. Bây giờ mình nói rằng mình phải làm khổ mình để trả nghiệp trước, thì giống như là một sự tuyên án là phải bị như vậy, mà thật ra không biết mình đã từng tạo nghiệp gì. B là nghiệp quá khứ, không phải chỉ có ác nghiệp. Và khi mà mình nói rằng mình phải khổ hạnh để mình trả nghiệp, thì mình nghĩ ồ, nếu vậy thì nghiệp ở quá khứ nó chỉ là nghiệp ác thôi, chứ thật ra ngày mai này chúng ta sẽ học cái bài kinh này, chúng ta sẽ thấy được là còn nghiệp của chúng ta trong quá khứ không phải chỉ người ác, còn nghiệp thiện nữa. Mà nghiệp thiện bây giờ thì mình lấy cái gì mà trả? Chẳng lẽ mình đi ăn chơi hưởng thụ cái đó mình trả nghiệp. Và câu C đó là nếu gọi là để trả hết nghiệp, thì chúng ta có 1000 cái mạng cũng không đủ trả. Ví dụ như mỗi một đời chúng ta chỉ có một mạng thôi, một mạng sống thôi. Nhưng mà mình sát sanh, không biết là quý Phật tử thì có sát sanh chưa, nhưng mà chúng tôi nhớ hồi nhỏ chúng tôi ở miền quê đó, một ngày chúng tôi sát sanh cũng nhiều cá tôm này đó quý vị. Nếu mà cộng lại tất cả thì không biết bao nhiêu cái mạng trả được. Đây là cả ba câu. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh sư Nguyên Thông Hoan Nghị cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông, con tu lệnh sư phụ của có đáp án cho câu đắc nghiệp số 4, hỏi rằng tự mình làm khổ mình thì có gọi là cố gắng trả nghiệp hay không? Câu A nó là không thể, vì không ai biết rõ mình đã tạo nghiệp gì đời trước nặng nhẹ ra sao. Cái câu A này thì con thấy là rất là hay, có đúng, là bởi vì là làm sao biết mình trong quá khứ, những kiếp trước mình có bao nhiêu ngàn kiếp trước, bao nhiêu tỷ kiếp trước, mình mang bao nhiêu nghiệp trắng hay đen, hay không trắng không đen, hay nữa vừa trắng vừa đen. Cho nên không thể chấp nhận được là tự mình làm khổ mình mà cho rằng đó là mình trả nghiệp. Mình biết trả nghiệp nào? Thì cái câu trả lời đây là vì không ai biết rõ mình đã tạo nghiệp đời trước nặng nhẹ ra sao. Thì câu A nó quá ư là đúng. B, nghiệp quá khứ không phải chỉ là ác nghiệp. Thì đúng rồi, làm sao mình biết là quá khứ là mình chỉ là giết người mà không có là giúp đỡ người. Cho nên cái câu B, câu trả lời B là câu đó là quá ư là đúng. C, nếu gọi là để trả hết nghiệp thì dù chúng ta có 1000 cái mạng cũng không đủ trả hết nghiệp. Dạ thưa, quá đúng là thưa sư phụ. Ví dụ như trong cái vô minh hồi đó là mình giết kiến, mình đốt kiến, hay là mình xịt mũi, hay trong gia đình mình dùng những cái repellent để trừ gián mũi đó, thì nếu mà nói là nếu để trả hết nghiệp thì làm sao mình trả hết nghiệp được. Vì vậy cho nên cái câu D là cả là trả lời ba câu trên đều là hợp lý. Do đó là con chọn là cái câu trả lời là câu D. Mình phải công nhận rằng Phật tử ở đây rất là siêu đẳng, khi mà sư phụ vừa cho họ
trả lời thì một loạt Loan Liễu, Toan, Phong Lan, Hoa Nguyệt, Huệ Ngọc, Diệu Quang, Pháp Lữ, Từ Bi, An Lạc, Nắng Chiều, Giác Minh, quá là siêu đẳng. Thưa sư phụ, con xin trao mai lại cho sư phụ và chân thành tri ân chư vị lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Chào thú, kính trường chư vị thông. Thưa quý Phật tử, chính ngày hôm nay chúng ta có một số các câu trắc nghiệm, là bởi vì chúng ta nên thấy rằng giáo lý nghiệp báo thực sự không có đơn giản đâu. Và đôi khi chúng ta có quan điểm rất là hời hợt, mình nghĩ rằng mình hiểu Phật Pháp, mình nghĩ rằng mình tin Phật Pháp, nhưng mà cái tin, cái hiểu mình chưa chắc là đã đúng Pháp. Do vậy, ở trong cái thái độ học Phật Pháp, chúng ta phải cẩn trọng và chịu khó nhận cho kỹ, nhận cho rõ. Đó là lý do tại sao mà chúng ta đọc một bài kinh sẽ hiểu dễ dàng. Mình nghĩ hiểu dễ dàng, nhưng mà mình phải sàu nấu lại, mình phải chắc lọc, và mình đồng thời mình phải thảo luận. Nhiều khi quý Phật tử thấy một bài kinh mình đọc sơ qua thì dễ hiểu lắm, nhưng mà rồi đào sâu vào trong đó thì thưa quý vị, chúng ta sẽ nhận ra được, chúng ta sẽ nhận ra được rằng còn có nhiều cái góc tối, còn có nhiều điều ẩn khuất mà chúng ta chưa hiểu hết. Vì vậy phải rất là cẩn trọng. Thưa quý vị, còn 10 phút còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử một vài thông tin liên quan đến đại dịch Corona. Trong 3 tuần lễ vừa qua ở tại Hoa Kỳ, và trước đó nữa là ở tại Ý và tại Trung Quốc, tất cả các chính phủ và những người có cái thẩm quyền ở trong việc phòng chống dịch bệnh đều chỉ nghĩ đơn thuần một chuyện là làm sao để ngăn ngừa sự lây lan. Nhưng mà cho đến giờ phút này, quý vị, sự lây nhiễm của đại dịch Corona không còn là một điểm để lo lắng đơn thuần, mà cả thế giới đang phải đối diện với một cái nan đề khác. Đó là đại dịch làm lây nhiễm nhiều người, giết chết nhiều người, nhưng mà cái sự ngưng trệ của nền kinh tế có thể dẫn đến cái thảm họa lớn hơn. Và nếu cả thế giới mà đều đóng cửa các biên giới, máy bay không qua lại được, và những cái nông trại người ta không đến để thu hoạch những nông phẩm như là bình thường, những nhà máy cơ xưởng không thể hoạt động được, thì đúng là cả thế giới này sẽ rơi vào chỗ chết. Cái chết đó nó còn tệ hại hơn là bệnh dịch. Nói như vậy thật sự không chắc, có nhiều khi bệnh dịch thì nó có thể đưa cả một thành phố vào một cái đại họa. Như bác sĩ Anthony Fauci ngày hôm qua nói rằng, nếu mà chúng ta hành động sớm hơn, cách ly sớm hơn, thì chúng ta sẽ tiết giảm được cái số người tử vong vì coronavirus. Thưa quý vị, một số các quốc gia, đặc biệt ở trong đó có nước Đức, Na Uy, Đan Mạch, v.v. đang nghĩ đến một điều là làm sao khởi động lại nền kinh tế. Và ở tại Hoa Kỳ thì điều này cũng là vấn đề sinh tử của Tổng thống Donald Trump. Ngày hôm qua thì ở trên đài Fox News, một cái cơ quan truyền thông của Đảng Cộng Hòa và một cái cơ quan truyền thông ảnh hưởng là ủng hộ một cái gần như là tuyệt đối đối với Tổng thống Donald Trump, thì cũng nói rằng đại dịch Corona và cái sự khởi động lại nền kinh tế đó, nó là một trong những yếu tố then chốt để quyết định là Tổng thống Donald Trump có tái đắc cử lần nữa vào cuối năm nay hay không. Và điều đó thực sự là một điều không thể phủ nhận được. Nên ngay cả chính phủ Hoa Kỳ, mặc dù ở trong tháng này con số người bị lây nhiễm và chết mỗi ngày có thể nói rằng ở những mức độ cao nhất, có những ngày qua con số người bị lây nhiễm xác nhận là dương tính trên 33.000 người, và con số người chết hơn 2.000 người, bây giờ là chuyện bình thường đối với cho Hoa Kỳ.
Và hiện nay Hoa Kỳ đang dẫn đầu thế giới về con số lây nhiễm và con số tử vong đã vượt qua khỏi Ý. Thì vấn đề được đặt ra ở tại đây đó là người ta nghĩ rằng có ba bước mà phải chấp nhận để có thể phục hồi nền kinh tế đang bị ngừng trệ hiện nay. Và những điều này có ảnh hưởng lớn đến cả chúng ta hết. Dạ, ví dụ bản thân chúng tôi làm trụ trì ở trong một ngôi chùa, mà nghĩ đến cái chuyện mà làm sao để mở cửa chùa lại sinh hoạt bình thường thì cũng đều phải nghĩ đến phương diện này. Đầu tiên thưa quý vị, người ta cố gắng để lựa chọn ai là người có thể chấp nhận lây nhiễm và ai là người phải tuyệt đối tránh. Bởi vì lý do thế này là khi người ta khởi động nền kinh tế mà trong lúc chưa có tìm được thuốc chủng ngừa, chưa có tìm thuốc trị bệnh, và hôm nay đó, tất cả các cơ quan thẩm quyền về y khoa đó đều xác nhận là ít nhất tối thiểu phải một mất một năm thì những thuốc chủng ngừa mới có thể đưa ra dành cho đại khối quần chúng được. Bây giờ ở trong giai đoạn thử nghiệm, và đây là một chuyện không thể đốt giai đoạn được, tại vì nó có thể có những biến chứng, nó không đơn giản như người ta nghĩ. Thì thưa quý vị, ở trong thời chờ đợi cái thuốc chủng ngừa và thuốc trị COVID-19 đó, thì bây giờ người ta phải làm một sự lựa chọn là ai là người có thể chấp nhận lây nhiễm và ai không chấp nhận lây nhiễm. Lấy ví dụ như là người lớn tuổi hay là những người có bệnh nền như là bệnh tiểu đường, bệnh béo phì hay là bệnh áp huyết, thì người đó nên ở nhà, nên được cách ly, tiếp tục cách ly, và cách ly trong cái điều kiện tương đối là chặt chẽ. Thì điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với chúng tôi lấy ví dụ là không biết là những nơi quý Phật tử thế nào, nhưng mà Phật tử tại chùa Pháp Luân mà nơi chúng tôi đang ở đó thì đa số là Phật tử lớn tuổi, và ở trong 100 Phật tử lớn tuổi thì hết 95% là Phật tử có bệnh nền. Ít có Phật tử nào mà lớn tuổi mà không có bệnh nền, như là một cái người như Siêu Nguyên Thông chẳng hạn, mà không có đường, không có mỡ, không có áp huyết thì cũng là hiếm lắm. Chúng tôi nói 100 người thì có một người như vậy thôi, chứ không phải ai cũng có như vậy. Dạ. Cho dù là người ta cho trả lời bình thường, nhưng mà phải nói rằng đa số Phật tử các chùa đều có cái ở trong cái điều kiện là phải cách ly và tiếp tục cách ly, tức là hoặc là quá lớn tuổi hoặc là bệnh nền. Và sau đó thì người ta đặt lại vấn đề là phải bảo vệ cho những người mà xông pha ra để vực dậy nền kinh tế. Họ là ai? Họ là công nhân làm ở các hãng xưởng, là những người làm ở tại các nông trại sản xuất nông phẩm, là những tài xế lái xe như xe vận tải hay xe taxi, v.v. Và nếu mà họ mạo hiểm thì phải là giống như cũ, giống như trước kia là cứ ra bên ngoài chấp nhận lây nhiễm, phải như vậy. Và ít nhất là phải chuẩn bị tốt cho sự bảo hộ. Yeah. Tối thiểu là bây giờ họ nói rằng tay và chân mình thấy đụng được, nhưng mà không thể để mắt, mũi, miệng của mình bị lây nhiễm với corona. Thì hiện nay để cung ứng một cái những cái dụng cụ bảo hộ cho những người đi làm như vậy, nó là cả một vấn đề khó khăn. Chúng tôi hôm cách đây hai hôm có đọc một bài viết, bài viết đó họ nói như vậy là khi mà bác sĩ vào gặp các bệnh nhân mà lúc nào cũng đeo khẩu trang, cũng đeo cái gọi là face shield, tức là cái miếng cản bằng plastic ở trước mặt, bệnh nhân không thấy được mặt bác sĩ, thì cái tâm lý bệnh nhân bị xáo trộn rất nhiều, tại vì luôn luôn bệnh nhân cần thấy mặt bác sĩ. Và người ta phải dùng một cách đó là họ cho tất cả các bác sĩ và các điều dưỡng, các y tá đó chụp một tấm hình thật lớn và để cái tên của họ treo trước ngực, tức là mặc dù mình không thấy cái mặt họ, không thấy mặt bác sĩ, nhưng có thể thấy cái hình của bác sĩ. Thì nói là biết bác sĩ da trắng da đen, mặt thế này mặt thế kia, thì kể ra nó cũng là một cái trường hợp cũng khó không đơn giản, thưa quý vị.
Nhưng mà kinh tế không thể nằm im như vậy. Ở trên thế giới, cái điều đáng sợ nhất của kinh tế đó là cái sự trì trệ. Không phát triển rồi đó là mệt rồi, mà cái chuyện lui sụp và nó sẽ kéo theo sự lũ vỡ khắp nơi hết. Và do vậy bây giờ người ta sẽ phải đặt vấn đề là làm sao để khởi động được kinh tế mà quý vị có thể bảo vệ được những cái người xông xáo trong bên ngoài. Và thứ quý vị, một cái điều thứ ba mà người ta muốn đó là người ta tin vào cái gọi là herd immunity, một cái sự miễn nhiễm cộng đồng. Đây là một cái điểm mà tương đối rất là khó hiểu. Ở trong thế giới của y khoa đó, thì họ có đề cập đến là cái thế giới của bệnh dịch đó, ở trong cái lĩnh vực của bệnh dịch đó, nó có cái hiện tượng gọi là miễn nhiễm cộng đồng. Miễn nhiễm cộng đồng là một số đông, ví dụ như là 60-70% đều bị, thì cái sự lây nhiễm nó trở thành mạng tính. Mạng tính tức là giống như chúng bị cảm cúm hay chúng ta bị này kia đó, thì lạ lắm chứ quý vị, người ta có thể đối kháng những bệnh tật. Hồi chúng tôi sang ở bên Thái Lan, có thời gian chúng tôi đi hành Đồ Đà ở Kanchanaburi, và ở tại đó chúng tôi có nghe có hai vị bác sĩ họ đến hướng dẫn chư tăng về bệnh sốt rét. Tôi biết cái vùng biên giới là vùng rất là khó kiểm soát về bệnh dịch, bệnh sốt rét, mà những bác sĩ này thì họ cho biết rằng vi trùng sốt rét cũng như những vi trùng khác nó quen với thuốc. Ví dụ năm nay mình uống thuốc này hết bệnh, nhưng năm tới không nên dùng thuốc hết bệnh. Thì tại vi trùng tự nó có một cái, nó có cái gì đó ở trong thiên nhiên mà tự nó tăng cường cái khả năng để chống lại. Thì con người chúng ta cũng vậy, khi mà một hai người nhiễm một cái gì nhưng mà nhiễm nhiều quá đó, thì nó sinh ra một cái hiện tượng gọi là herd immunity. Herd tức là một đám, herd immunity tức là một sự miễn nhiễm đông. Thì họ nghĩ rằng điều đó nó sẽ tạo nên cái gọi là antibody. Antibody thì có thể giúp để tăng cái hệ miễn nhiễm, và do tăng hệ miễn nhiễm này, những cái plasma, tức là những cái mà chúng ta gọi là huyết tương ở trong con người, thì có thể giúp trị được cái bệnh, trị được cái vi trùng COVID-19. Ba điều mà chúng tôi vừa trình bày nó đều là những gì mà tất cả những chuyên gia về kinh tế, về y khoa, về khoa học họ đang cố gắng để họ thảo luận, và thảo luận một cách rất là nghiêm túc, rất là nghiêm túc để thúc đẩy cho sự hồi sinh của nền kinh tế, không phải một thành phố, một tiểu bang mà cả quốc gia. Ngày hôm qua thưa quý vị, tiểu bang Wisconsin là tiểu bang sau cùng của Hoa Kỳ đã tuyên bố là tình trạng khẩn cấp. Thì có nghĩa là hiện nay toàn bộ 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và tất cả những cái lãnh địa territory như là Guam, Puerto Rico hay những đảo Thái Bình Dương v.v. tất cả đều tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Thì có nghĩa là dịch bệnh đang lây nhiễm có mặt khắp nơi, không chưa một ai hết. Dịch bệnh không có biên giới, không có chọn mặt, và cũng không có đặt vấn đề là ai theo ai. Nhưng mà phải nói hiện nay là những người nghèo, những người ở trong cái tầng lớp mà bình dân không có nhiều điều kiện về tài chính, về cái khả năng gìn giữ vệ sinh, hay có nhiều sự lựa chọn, ví dụ như những người homeless hay những người nghèo, thì họ bị khốn đốn vì sự cách ly, khốn đốn vì tiền bạc, khốn đốn vì các cái nhiều thứ. Và Hoa Kỳ đang rơi vào trong một cái tình trạng rất là gọi là tiến thoái lưỡng nan. Không có đơn giản. Hiện nay thì chính phủ liên bang đang đưa ra một cái lời yêu cầu là cái tình trạng khẩn cấp được kéo dài đến cuối tháng 4. Nhưng mà thật ra nói thì nói như vậy chứ chưa có một cái dấu hiệu hạ nhiệt, và người ta chưa thấy có một điều gì để vững tin rằng ở cuối tháng 4 này, bước đầu tháng 5 đó, thì trường học có thể mở lại, các cái cơ sở thương mại sẽ hoạt động bình thường,
và người ta sẽ đi lại. Tại vì hiện nay thì chưa có một cái biện pháp nào để chống sự lây lan ngoài cái việc cách ly bằng cách là mọi người phải ở nhà, và đó là một phương pháp tốt nhất để ngăn chặn bệnh dịch, nhưng mà nó lại đe dọa đến cái nền kinh tế vốn rất cần cái sự năng động, vốn rất là cần những cái nỗ lực tích cực để hồi sinh. Và hiện nay nếu kinh tế kéo quá lâu, kéo dài quá lâu thì không ai có thể bao biện cho ai, không một quốc gia nào đủ tiền. Quý vị thấy như ở tại Hoa Kỳ, người ta đưa ra một cái gói trợ giúp hơn 2.000 tỷ Mỹ Kim, và số còn lớn hơn như vậy để có thể kích hoạt lại nền kinh tế đang bị xuống đà, trên đà suy thoái của quốc gia này. Dù sao đi nữa thì ông bà chúng ta có câu nói là cùng tắc biến, thì không biến thể rằng một lúc nào đó chúng ta không còn có thể đòi hỏi một cái khả năng tuyệt đối để chống lại bệnh dịch, mà chúng ta phải đặt ra vấn đề là chúng ta phải thích nghi, và thích nghi bằng cách nào nó vẫn còn là một câu hỏi lớn. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Tát Tam Ma, kính trường chư vị giảng sư đã vào trung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, sáng thứ lần tài trong phòng kính trình. Chúng ta đã kết thúc chương trình và thêm về tình hình của đại dịch coronavirus. Thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý vị ở phạm trợ cho các phần hành trung lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức, thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong nhánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, động thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Yang kincir kusala kamang kapa pangiriyang mamakaye nawaja manasa didase sukatang katang eta pasanyino artiye yasata asanyino katang bunya palang mayang sapi paki wantute ye tang katang suwiri tang lindang punya palang maya ye jata tanaka nanti dewa ganto aliwe kayung sabe lokam ye saki wanta harane duka manunya pojana sabe lapan tumangaki tanpa. Con xin hồi hướng phước lành.